khi lên trên không thì nó bồng bềnh mà rất là lạ, tức là từ trước giờ mình chưa bao giờ có cảm giác đó. Trước đây thì mình có làm một chiếc máy bay đồng trục, thì nhưng mà cái chiếc máy bay đồng trục đó thì cái động cơ của nó không có bay lâu được, tức là không có đúng cái chủng loại của máy bay. Chính vì cái lý do đó nên là tôi mới làm chiếc máy bay thứ hai. Cũng là cái sự phát triển, tức là ngày trước là mình muốn làm một cái mẫu máy bay cho nó đơn giản dễ làm, nhưng mà khi mình làm bay được rồi thì mình mới làm cái mẫu phức tạp hơn. Tập luyện thì là mình mua một cái phần mềm vi tính để mình về mình bay ở trong máy vi tính. Khi mà mình bay được tốt rồi thì lúc đó mình mới ra thực tế thì mình mới tập thực tế. Khi mà máy nổ rồi á là mình lên cái vị trí ngồi của mình thì bắt đầu là mình cho chờ cho máy nó đủ nóng, tức là theo quy định mình kéo ga lên. Cái hai chân này là để chuyển hướng. Khi mình kéo phít lên mà máy bay nó xoay là mình phải điều chỉnh ngay cái chân này để cho giữ thăng bằng, không cho nó quay. Khi mà lên rồi bắt đầu mình mới dùng cái cần lái này. Có thể là giấc mơ thật, chờ kết quả mới biết được.